bạn còn muốn nghe Hữu hát nữa không? Vậy thì mình sẽ chọn bài gì ạ? Nhiều quá, Hữu nghe được nhiều quá. Cuốn yêu dằm trong tim, dằm trong tim. Cuốn yêu Proud of you. Ok. Hả? Không, ở trên kia còn nữa. Không có nghe rõ, để mình đi xuống dưới. Cuốn yêu ạ? Dạ, dạ, rồi. Cuốn yêu. Rồi, ok. Ok, rồi, Hữu thật sự là không nghe được. Ok, bây giờ để tiếp tục á, thì Hữu sẽ hát. Hồi nãy Hữu nghe được có bài Cuốn yêu nè. Rồi có bài, rồi có một bài là Dầm trong tim nữa. Ngoài ra thì Hữu nghe là cái gì nữa nè, Hữu không có nghe rõ. Thật sự rất là nhiều từ phía các bạn. Vậy thì thôi, trước hết mình hát hai bài này trước ha. Ok. Rồi sau đó mình tiếp tục. Ok. Music. Yeah. Hả? Xuống dưới hả? Xuống dưới thì Hữu sẽ bắt hát luôn á nha. Chịu không? Hữu sẽ bắt từng người hát á nha. Chịu không? Để coi có không gian để mình đi xuống dưới không cái đã. À đủ. Rồi không biết là âm thanh mình có chuẩn bị xong chưa ạ? Lát nữa có muốn đi lên đó luôn không? Đi xa lắm á nha. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Có biết không? Em vẫn... Ô em xin lỗi. Em đi xa quá thiệt rồi đó hả? Dạ. Rồi. Ồ. Nó biết nhúc nhích. Rồi. Hôm nay ạ. Bây giờ có thể là nếu như mà âm thanh chưa chuẩn bị kịp thì mình có thể hát cái ca khúc Dầm trong tim trước, không sao ạ. Dạ. Dạ. Bởi vì ngày hôm nay có một cái sự sắp xếp trước là về cái list ca khúc mà về tuổi thơ của các bạn. Đấy. Ô, em xinh quá. Cảm ơn các bạn. Có ai biết hát bài này không ạ? Tình yêu đã xa, để từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa. Bao ngày qua, tình lành anh nói yêu, vẫn còn đầy đầy, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến, em không nhận ra. Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, rồi ngày con tim đã nhận ra. Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nói đâu. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì dầm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi anh chưa. Chờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần lưa mất anh vì không biết yêu anh quá say. Trời dễ thương quá đi. Love you too. Cảm ơn em. Hi. Các bạn ơi sao ơi? Thiệt thòi cho các bạn quá đi à. Làm sao đây?
để có thể đến được gần hơn với các bạn ạ. Hả? Nếu như mà các bạn thay vì ở trên cao mà ở dưới đất đó là Hữu sẵn sàng nhảy xuống luôn á. Là các bạn có đỡ Hữu không? Đó là điều hạnh phúc mà Hữu cảm thấy là có được ạ. Bao ngày qua dù tình yêu đã xa. Ok, để Hữu quanh lại bên kia được không? Nhớ chẳng phải không hả? Không cho. Bên này không cho rồi. Tình lời anh nói yêu. Ok. Thật lòng không thể quên. Xin chào. Khi tình yêu đến em không nhận ra. Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dầm trong đêm. Vì một tình em không thể nói. Vì một hạnh phúc không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình xa đi thật xa. Rồi ngày con tim đã nhận ra. Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn mà nói đâu. Vì một tình yêu không thể nói. Vì một hạnh phúc không thể quên. Vì dầm trong tim em từ thế nói đâu khi về chưa. Chờ một ngày anh sẽ lại đến. Và em sẽ không để lần nữa. Mất anh vì không biết yêu anh quá dài khờ. Rồi, bây giờ làm sao để thoát chỗ này để đi qua bên kia nè. Xuống lại hả? Phòng bên kia hả? Vì một tình yêu. Chờ một ngày anh sẽ lại đến. Và anh sẽ không thể lần nữa. Mất anh thì không biết yêu anh quá dại khờ. Bây giờ Hữu nghĩ rằng là sẽ hát tiếp một bài. Dạ, yeah, xin chào. Dạ, yeah, rất là trân trọng được bắt tay với ban giám khảo. Dạ, yeah, xin chào. Yeah. Yeah. Chào em. Thiệt không? Cô. Để trình diễn tiếp, trước hết thì phải... cảm ơn tất cả những người có mặt để mà chấm thi cho cuộc thi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn. Và bây giờ thì Hữu xin phép là chào một lần tất cả những người có mặt ở dưới này để Hữu trở về lại sân khấu nha. Với một ca khúc Aya Aya thiệt ngắn, sau đó Hữu trở lại về sân khấu. Ok. Hi. Và bây giờ Hữu sẽ hát ca khúc Aya Aya tiếp ạ.